Hôm nay chúng ta có thể kiếm Bitcoin từ casaron.com. Chúng ta vào casaron.com, sau đó vào cái link để chúng ta có thể nhìn thấy, để chúng ta có thể link refer friend để chúng ta đăng ký tài khoản, và khi khách hàng của chúng ta giao dịch lập tức chúng ta sẽ có được số Bitcoin để chúng ta nhận được ở trong cái link của bạn. Chúng ta có thể đăng ký cái link ở dưới video này để chúng ta cùng với David đưa ra cái cách để đầu tư. Một trong những cái link này để chúng ta có thể đăng ký username, password và cái người giới thiệu là Ngọc Học, chúng ta có thể đăng ký. Thì hôm nay David giới thiệu cho mọi người một cái kênh casaron.com, một trong những cái cách để chúng ta có những cái mẹo để chúng ta nhận Bitcoin. Khi chúng ta vào Invest Now, lập tức là chúng ta sẽ nhìn thấy cái chu trình hút xả ở đây. Và từ cái việc này, chúng ta sẽ tìm hiểu theo những cái video cũng như là cái link để chúng ta theo dõi. Việc đầu tiên, chúng ta sẽ đăng ký cái tài khoản và chúng ta có thể nạp Bitcoin và chúng ta giao dịch. Một trong những cái cách giao dịch rất là đơn giản để chúng ta dự đoán cái tổng sắp, để chúng ta biết được khi nào thì có các cái khách hàng họ giao dịch trên hai hay nhỏ hơn hai, từ đó chúng ta mới có thể có cách để chúng ta nhận Bitcoin. Cái này coi như nhìn nhận là một cái cạnh khía cạnh là đầu tư với vốn ít. Chúng ta có thể có được số bit khi mà chúng ta nạp vào. Từ việc này chúng ta có thể vào deposit, rồi chúng ta withdraw, rồi chúng ta nhận các cái link refund, và từ đó chúng ta có thể nhúng vào các nhóm để chúng ta có thể kiếm Bitcoin. Mọi thông tin chi tiết chúng ta có thể Zalo 0987732228 để cùng với David tìm hiểu một cái kênh đầu tư vốn ít như thế này. Chúng ta đăng ký cái link ở dưới video dưới đây theo cái video. Xin được cảm ơn mọi người.